Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Slim. Ok. Thì hôm nay điều khá đặc biệt, bên kia có bạn Joker. Bạn ấy đi rừng thì phải. Không biết là bạn ấy đi rừng hay là Oma đi rừng nữa. Nhưng mà theo mình thấy thì hai vị tướng này đi rừng khá là khó khăn. Mình đã nghe không tính không quay video đâu, nhưng mà thôi lỡ thì đánh thì quay luôn để có video còn úp. Đấy, khi nào mình rảnh thì mình sẽ úp sau. Hôm nay cái tem của mình cũng khá là ok. Mặc dù thì cũng hơi khoai khoai một tí. Đó là có Lưu Bố, úi dồi ôi, Du Béo. Hai bạn ấy cộng thêm vị tướng Superman nữa. Thật sự ra mà nói thì tem mình trận này không có ai bảo kê cho mình. Tại vì toàn bạn ấy toàn đam và đam thôi. Thì không sao, để hôm nay thì cái tay kim cương 1 không biết bạn nào ram cho mình đây. Hình như chắc không có ram rồi, chắc phải tự lực mới cánh sinh thôi. Bây giờ thỏ đi rừng này, thỏ ăn củ cà rốt luôn rồi. Ngon. Đấy. Không có ai giúp rừng rồi. Trận này thường á, mình thấy ở trên đánh ở đánh kim cương rồi thì người ta có đi ram này kia, mà tem mình trận này có lẽ sẽ không có đâu. Con Slim này nếu chơi mà có đồng đội hỗ trợ thì nó mới phát huy được sức mạnh của nó. Nếu mà đồng đội không hỗ trợ thì nó sẽ rất dễ bị bốc hơi. Nhưng mà thì bị tem bên kia nó bùm chiu bành sát. Ôi tiếc quá luôn. Không sao, mình sẽ cố gắng núp đằng sau đồng đội của mình phóng thôi. Đấy, trang bị của mình thì vẫn bình thường như ngày xưa nhá. Đấy, kiếm chi hồn rồi giày kim cường, kiếm Fanny rồi thương xuyên phá. Đấy, có 3 món công vậy thôi. Xong rồi mình sẽ lên áo tràng băng giá và cái món cuối cùng thì có thể tùy chỉnh nhá. Thường thì mình sẽ trang bị cho nó món cuối cùng là Ryuga hoặc là cái giáp hồi sinh gì đấy, giáp hồi mạnh gì đấy. Nói chung là tùy theo cái tình huống của mình lên thôi. Không sao. Ăn con này lấy có 4 rồi đấy. Y ganh cái nào. Mình trên có rau chanh rồi kìa. Rồi, có chiến công đầu dành cho Superman và siêu nhân vị anh hùng của chúng ta là chiến công đầu. Phóng. Ôi dồi ôi, không sao, không chính xác. Và mình kia đang lao vào. Rồi, bây giờ hiện tại team mình đang có 4 người. 4-3-3, xông lên anh em. Xông lên, chóng trúng rồi, đi viện nhé. Một em phải nằm xuống. Và Joker đã bị hy sinh. Oh man. Này, phóng này, chết này, trời ơi, chết này. Chết này, ôi thôi chết em rồi. Oma ơi, Oma oh man. Cứu mình với. Trời ơi. Trời ơi, mẹ em nó là sống rồi. Trời, một pha gọi là ham hố. Và xuống hố hết ham của vị tướng Slim. Nó là mình đây. Chắc là hai đấy hơi ham một tí. Nhưng mà nếu mà pha đấy mình phóng chống vị tướng Alex bên kia thì có thể là mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Sao không về vậy? Tớ tham cậu ạ. Tớ tham ăn đi. Vâng, tham ăn thì nói chung là tham thì thâm đấy mà. Tớ tham ăn một tí thôi. Không sao hết. Đấy. Thì tại tên mình giết 2 mà chết 1 rồi. Mình thì 1-1. Nói chung là đều tỷ số mà. Nó đều nhau vậy đó. Con người mà ai mà không có máu tham. Giời ơi. Nhưng mà tham vừa thôi nhá. Tham quá, tham thâm lắm. Rồi, không sao. Kệ, okay. Ôi dồi ôi, ba đều rồi, hay quá. Siêu nhân Superman của chúng ta đã bị hạ gục. Vâng, một pha chết đầy tức tưởi của anh. Không biết anh có viết lại cái ấy chưa? Viết lại di chúc chưa? Anh phơi xác ở trên kia, trang phục luôn ấy, đẹp hết. Chỉ cần cái con Superman ấy khá là khó chơi ấy. Nhưng mà có lẽ mình sẽ làm clip sớm thôi. Chứ từ khi ra mắt mình vẫn chưa làm, tại lo leo rank quá. Toàn livestream leo rank với cả làm clip cho mấy bạn, nhưng mà nick mấy bạn thì vẫn chưa có vị tướng đấy, nên ra thì vẫn chưa có thể nào mà mình chơi được. Còn đấy mình vào bản thử nghiệm là có ngay. Ôi giời, thiếu gì đấy, Superman hay quá. Nhảy một cái rung hết cả đất ra. Không trúng rồi, tuyệt vời. Ai chả xin chơi đấy, đánh chạy là nhiều ơi. Đánh sướng lắm. Đánh kiểu đi chân game nó phê pha nó. Ai chả mình sẽ đứng đây. Hay quá, siêu nhân hay quá. Trời ơi, Superman hay quá. Tuyệt vời. Trời ơi, hụt rồi. Tại team bên mình với cả team bên kia khá là cân đối. Khi mà hai team chênh lệch nhau, không chênh lệch nhau mạng nào luôn. Rồng thì vẫn thế, trụ vẫn vậy. Khá là hay. Rồi, hay quá. Đúng rồi, hay quá. Bật chiêu cuối lên ném. Này thì chết này. Oh man.
dính một chiều ỏng của mình là nằm xuống ngay. Phê. Đau quá, đau quá, đau quá. Có rồng, có rồng, có rồng. Anh em làm lúa con rồng luôn như nào. Hay quá. Bỏ con rồng đi, bỏ con rồng đi. Ôi ơi, bạn chạy được không? Chạy được không? Phóng này, á chà chà. Ôi, siêu nhân vừa làm cái trò gì đấy, hết hồn luôn. Một phát đi luôn. Hay quá, lợi hại. Oh man, chết em rồi. Đắng 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 vào đấy, phát đi này, phát chém một cái, banh xác. Thôi, không sao, không sao, không sao. Lâu lắm em mới cho trận gặp vị tướng siêu chơi cái con Superman này hay vậy đấy. Phải lên giày hôm nay à? Lên giày trước à? Vãi. Lên giày trước luôn á. Kinh. Lên giày xong rồi hay quá, hay quá, hay quá bạn ơi. Chắc là lên giày để lấy tích cái nội tại của nó mà. Superman thì nó có hai cái chiêu thức. Ok, mình sẽ làm vào đêm sớm cho mọi người xem nhé. Mình không chơi chơi con nó đâu, có lẽ mình sẽ chơi vài trận xong rồi mình mới làm clip được. Chơi cho nó thuần thục cái đã, đấy hơi khó chơi một chút. Chúng mà khó chơi thì không phải khó chơi lắm, thế nhưng mà nó cũng vẫn coi là khó chơi rồi, chứ không phải là dễ chơi đâu. Không giống như Slim, nó phóng trúng là mình lao vào mình nã ra ngoài không cú tỏi đâu, nó hơi khó một tí đấy. Rồi không sao. Jackman. Rồi nằm xuống luôn. Hay quá, được cái trụ luôn rồi. Thực là vui quá đi trời. Nào nào, ôi dồi ôi. Bạn này đi rừng đúng không? Này đi Joker đi rừng này. Ai bảo. Ham hồ. Cộng thêm Oman nữa chứ, cầm hai cái trừng trị luôn như đúng rồi. Lấy trụ luôn, lấy trụ luôn anh em ơi. Lấy trụ luôn, lấy trụ luôn. Giấu béo, gấu. Duy béo. Anh em mình là một gia đình mà, cùng đồng đội gọi là thú cưng cả thôi. Ai sẽ chà chém. Oh man, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Một em phải lấy đoạn số, nhưng mà dấu béo thì mình cũng phải nằm xuống rồi. Chết bạn này, cho bạn trượt này. Chết bạn này. Yeah, oh man, oh. Thôi, xong. À, oh, sợ rồi. Ôi, đông thế nhỉ. Còn Alex tham. Lòng tham con người mà nó gọi là vô hạn rồi. Ai hi. Cậu cũng tham đi thầy. Cậu cũng tham, cậu mới chết đi thầy. Tôi đã tham, bạn còn tham hơn. Ha, đúng y chang luôn. Thề luôn ấy, mình đang tin nhắn này. Bạn cũng tham đi thầy. Hay ngờ bạn chat câu này mình nín. Tôi đã tham, bạn còn tham hơn. Vãi. Hai thằng tham như chó. Cái đỡ heo. Sao bạn lại lỡ lòng nào. Kêu hai động vật của người ta. Một con thỏ, một con gấu. Sao mà giống chó được. Người ta là thú cưng mà. À mọi người, ôi thôi chết rồi, team mình làm gì đấy? À, mấy bạn làm gì đấy? Mấy bạn làm cái gì đây? Trời ơi, team mình đang có lợi thế, mấy bạn lại muốn cho cân bằng thế trận à? Vãi. Thôi chết em. Thôi ngược cho xem, ai bảo cái tội rồi. Tội rồi, tội tham rồi. Mấy anh, mấy chị, gọi là hổ báo quá. Tham vừa vừa thôi. Trời ơi, cái team nó tham luôn thế, làm sao mà được. Thỏ đã tham rồi, gấu cũng đã tham rồi. Thêm hai thím kia cũng tham nữa. Đấy. Anh chủ là gì vậy? Tham. Cái đấy người ta gọi là tham, lòng tham vô đáy. Ông tham con người nó không có được. Thế đấy mọi người cứ bình tĩnh nha. Ồ, ném nào. Ồ, hay quá, hay quá, hay quá. Siêu nhân Superman. Tuyệt vời. Nào, 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 nào. Nào mình cùng đi xe buýt. Nào mình cùng đi xe buýt. Đúng rồi, hay quá. Rồi, xong rồi, xong. Đi viện luôn. Superman nằm xuống. Cái gì này, ơi, chết. Mặc dù bạn hổ báo lắm, nhưng mà mình vẫn chả yếu đuối thế nào đâu. Phóng bạn này, chết bạn chưa? Chạy á, cậu chạy á. Ái chà chà, đường giữa có rau chanh à. Đau vậy? Sao không nói mình sớm? Trời ơi, đánh nhau chả dù dê gì hết trơn ấy. Không sao. Rồi, hay quá, bạn ấy lại tham mạng quá. Vâng, và cái kết của những kẻ tham thì rất là giống mình lúc nãy. Đó là nằm xuống. Ái chà chà, sung sung lắm. Tham đi anh em, tham nào. Trời này team mình ai cũng tham hết trơn ấy. Từ Superman tới dấu gấu béo. Gấu béo rồi cộng thêm Jill nữa. Ôi trời, Jill đã thế gặp mình nữa. Này thì tham này. Tham thì thâm. Thế thôi, đơn giản mà.
Rồi rồi, hay quá, siêu nhân hay quá, siêu nhân tuyệt vời quá. Hãy để đó cho mình, hãy để đó cho mình. Rồi không sao, không chết được, lại tham. Úi giời ơi, nó tham cái tem này, nó tham. Rồi tham quá. Mình hạn chế tham rồi đấy. Cố lên. Đấy. Đâu, mình đâu có tham đâu, mình đâu có băng chủ gì người đâu. Mình đứng mình đẩy chủ cho thấy. Các bạn này muốn lao vào. Lao vào tới thì xác định nhá. Đây, mình cũng trông con thỏ nó nhỏ vậy đấy. Nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ tuyệt vời, cung phu đấy, có cung phu gọi là siêu nhân, cái cung phu mà đòi siêu nhân đâu ra đúng không? Tào lao nữa, yeah come on. Đây mình trận này hôm nay chẳng có Aram cho mình hết, nhưng mà xem bên kia mặc dù có bạn Oma, bạn Ram, nhưng mà bạn Joker bạn cũng không thể nào hàm hố được. Joker đi rừng khá là yếu, không bằng Teo Anat thì hiện tại bây giờ mình thấy nhiều bạn đi rừng vác Teo Anat đi rừng bá đạo luôn ấy, bắn siêu như siêu nhân luôn ấy, kinh thật đấy chứ. Giờ chỉ có Teo Anat, Slim rồi Violet thôi. Violet thì nó cấm rồi, Slim nhiều trận cũng cấm. Hay quá, trời ơi, mình phóng ghê chưa, mọi người thấy mình phóng hay chưa? Nếu mà thấy hay nhớ like cho một cái nha, like cho một cái nha. Wow, quá tuyệt vời quá. Oh man, tuyệt vời quá mà cho mình chết rồi, cho mình chỉ gọi mình em làm sao bây giờ? Chết, bỏ cái trụ không thể nào bỏ trụ được, không phải nào mà lao đầu ra được. Mày đánh con gờ gì thế? Tham vậy, đúng rồi, trời ơi, cái tem mà lòng tham nó vô đáy mà, trời ơi, nó lòng tham nó gọi là vô đáy đó, mọi người phải hiểu rồi. Đã giàu là muốn giàu hơn đấy, không thể nào dừng lại cái tham của mình được đấy. Đấy, cố lên, dê không muốn. Nhưng mà nói chứ con người ai mà không có lòng tham, đừng có ai nói không có lòng tham nhá. Đấy, mặc dù mình không có đâu, đấy, mình nói thật mình không có đâu. Mình chỉ nói thế thôi chứ mình không có đâu. Ăn rồng, ăn kinh câu. Mình chỉ cần đủ ăn thôi chứ mình không cần giàu có làm gì hết. Chỉ cần đủ ăn, đủ sống qua ngày thôi. Có dư chút xíu thôi để lo cho sau này, chẳng may mình ốm đau bệnh tật thôi. Oh man, dính rồi, một phát bạn phải lên bảng điểm số ngay. Hay quá, trời ơi, một pha combat lấy nửa luôn. Trời ơi, và tên bên kia nằm hết xuống luôn. Hay quá, tuyệt vời. Dê không muốn. Rồi, siêu nhân lại tham ăn. Vâng, và tham ăn thì cái kết cục thì nó không bao giờ gọi là sạch sẽ đẹp đẽ được. Siêu nhân rồi, người ta gọi là anh hùng rồi, vẫn còn tham nữa. Tất kỳ cục thế. Cái tem này mát tham luôn đấy mọi người ạ. Lâu rồi mới gặp cái trận đấu mà tem mà tham thố thế này. Gọi đã ham rồi còn hố nữa. Đã hố rồi còn tham nữa, quái trưởng. Hay quá, ăn chủ win thôi anh em. Đang leo rank mà, cố gắng lên. Yeah, come on. Oh man. Yeah. Và yeah. Tuyệt vời. Và trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc ở đây mất rồi. Và một trận đấu mà Slim anh Hảo đã được MVP. Hay quá. Úi dồi ôi, lên được thêm một sao nữa này. Thơm xịt. Ok, bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nhá. À, nếu mà thấy hay nhớ chia sẻ và cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với. Ai hay. Mình được mời VIP luôn. Rồi xem mấy bạn tham nào. Úi giời ơi, tham này 54 và 67 33. Cái tội tham hố. Tham lắm, tham thì thơm. Ok, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại nha.